Thưa quý vị, đã lâu rồi, thay vì đón mùa mưa xuân trong tiết trời se lạnh thì người dân miền Bắc lại phải trải qua những ngày vui Tết Nguyên đán nắng nóng như năm nay. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy thời tiết năm Kỷ Hợi sẽ đầy bất thường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm nay do tác động của hiện tượng nước biển nóng lên hay còn gọi là El Niño nên nắng nóng khô hạn sẽ diễn ra tại nước ta. Tuy số lượng cơn bão ít hơn nhưng cường độ mạnh và sẽ khốc liệt hơn. Theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ tháng 2 đến tháng 5 năm nay, ở các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, lượng mưa sẽ thiếu hụt khoảng 20 đến 40%. Điều đó có thể gây nên tình trạng thiếu nước, hạn hán ở các khu vực này và xâm nhập mặn ở Nam Bộ. Dự báo xâm nhập mặn sẽ diễn ra gay gắt nhất tại Nam Bộ vào tháng 3 tới. Còn tại miền Bắc, nắng nóng cũng sẽ bắt đầu sớm từ tháng 4 và tháng 5. Nền nhiệt độ sẽ có xu hướng là cao hơn so với trung bình nhiều năm trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt ở các tỉnh phía Bắc. Và cái nắng nóng cũng có xu hướng là xuất hiện sớm trên khu vực toàn quốc. Và cái nắng nóng này thì theo như cái nhận định về El Niño thì chúng tôi nhận định là cái nắng nóng này tuy là ảnh hưởng của El Niño nhưng với cái cường độ yếu thì nắng nóng nó cũng không phải là quá gay gắt. Nhưng mà tuy nhiên cũng phải đề phòng có những cái đợt, tức là nắng nóng thì đến sớm và nhưng mà cũng có cái những cái đợt mà có thể nhiệt độ lên đến khoảng từ 41 đến 42 độ C. Tuy số lượng các cơn bão năm nay không nhiều, song mức độ khốc liệt sẽ gia tăng. Thì cái lượng mưa sẽ có cái xu hướng là thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Và khả năng là các cái mùa mưa ở khu vực là Trung Bộ cũng như là Tây Nguyên Nam Bộ sẽ có khả năng là đến muộn hơn so với bình thường. Bão thấp nhiệt đới cũng xuất hiện muộn hơn so với bình thường. Nhưng mà lại có những cái cơn bão nó lại có cường độ rất là mạnh. Do vậy là cũng bà con cũng phải đề phòng trong những cái hiện tượng mà thời tiết cực đoan mà do những cái cơn bão mạnh gây ra. Do số lượng bão và áp thấp ít hơn, đến muộn hơn so với mọi năm, nên lượng mưa trên cả nước cũng thiếu hụt khoảng từ 10 đến 40% theo từng địa phương. Tuy mưa bão giảm, song Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cảnh báo với các khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, dông lốc sẽ gia tăng về số lượng từ tháng 4, tháng 5. Trong mùa mưa lũ năm 2019, lũ quét sạt lở đất tiếp tục là mối đe dọa tại các tỉnh vùng núi, đặc biệt tại các khu vực miền núi phía Tây Bắc Bộ.